Còn ảnh y chang lá mai luôn á cả nhà. Có cái lá chứ, cái lá của ảnh y chang lá mai luôn cả nhà xem nè. Anh này đang cho nụ, anh này bông mới vừa tàn luôn á cả nhà. Thì em trồng xuống đất cho cây khỏe á, thành ra là cỏ lắm, cỏ thành ra em tủ rơm, tủ rơm cho cỏ bớt lên cả nhà xem ha. Lá mai nhưng mà anh lên bông trang màu tím sen. Đây anh này, anh này thì bông mảnh đang rộ chưa nụ, vừa có nụ vừa nở xòe cánh. Anh này thì đang bóp này một cốt hết nha cả nhà. Anh này, còn anh này anh nhỏ xíu mà anh lên nụ thấy thương. Cái nụ này, cái nụ này anh hồng hồng tím sen lên rồi nè cả nhà. Anh này anh cũng xanh, anh hồng hồng anh ánh ánh lên. Sen lá mai cái này ảnh đang bự nè, ảnh đang nở to đùng cái bông ra cả nhà thấy trang lá mai ha. Rồi em cảm ơn cả nhà đã xem cái video ngắn bên em, chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ nhé. Cả nhà đừng quên ủng hộ YouTube bên em bằng cách là like cái video này giúp em. Ai lần đầu tiên đến với YouTube, kênh YouTube của em á, thì cho em xin một lượt đăng ký bằng cái nút chữ đăng ký ở góc bên phải ở dưới cái video này, và bấm vào cái chuông để mỗi khi em có video mới review những bông hoa đẹp, bông trang cũng như các loại bông để chia sẻ đến cả nhà, để cả nhà vào ủng hộ tiếp em. Tất cả đều là miễn phí hết cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.